Xin chào các bạn, hôm nay Levi Music sẽ trở lại với các bạn trong cái phần một số lý thuyết căn bản cho guitar đệm hát. Thực ra khi chúng ta chọn guitar đệm hát, tức là chúng ta đang đi đường tắt và chúng ta thực ra không cần phải biết lý thuyết nhiều, nhưng một số điều căn bản thì chúng ta cũng phải cần nắm nó. Và những điều căn bản đó là gì? Chúng ta sẽ lần lượt được học. Cái thứ nhất, nhịp và phách. Các bạn thấy người ta thường hay nói là nhịp bao nhiêu. Vậy thì nhịp đó là gì? Nhịp thường chúng ta hay gặp là nhịp 4-4. Số 4 ở trên, số 4 ở dưới, nhịp 4-4. Nhịp 3-4, nhịp 2-4, nhịp 6-8. Đó là những nhịp căn bản và chúng ta cần biết. Thứ nhất, nhịp 4-4 là gì? Số 4 ở trên có nghĩa là có 4 phách trong một ô nhịp. Các bạn thấy không? Cái xích nhạc thường nó có những cái ô. Thì nhịp 4-4 có nghĩa là có 4 phách trong một ô nhịp. Chúng ta cứ tưởng tượng 4 phách đó là 4 dây đi. Chúng ta có thể dậm chân tích, tắc, tích, tắc. Đó, 4 phách chứ không phải là 4 nhịp. Nhiều bạn bị nhầm là tích, tắc, tích, tắc. Đó là nhịp, không phải. Đó là phách, đơn vị nhỏ hơn của nhịp. Vậy thì một ô như vậy là một nhịp, còn phách là đơn vị nhỏ hơn của nhịp. Nhịp 4-4 là có 4 phách trong ô nhịp. Tích, tắc, tích, tắc. 1 và. Rồi đến 2 và. 3 và. Ví dụ như vậy, rất đơn giản. Phần này rất là quan trọng. Nhiều bạn học online không nắm được nhịp. Đó, mà nhịp là cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể đánh sai một hợp âm, hai hợp âm. Hoặc các bạn có thể đánh không có hay về cái phần nhịp, về cái phần tay phải hoặc tay trái. Nhưng các bạn sai nhịp là không ai hát được cả. Tại vì nhịp là thời gian, mà thời gian là không được phép sai. Ví dụ, bạn hát sai nhịp, một người thì chơi cái phách cái nhịp như thế này, người kia chơi nhịp như thế kia, hoặc là bị trật nhịp thì không thể nào hòa với nhau được cả. Cho nên nhịp là một trong những phần rất quan trọng. Có những bạn sinh ra đã hình thành nhịp trong cơ thể, đặc biệt những bạn mà nghe nhạc nhiều hoặc có năng khiếu âm nhạc. Còn nhiều bạn không có điều đó thì phải làm sao? Levi Music sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách. Cái thứ nhất, các bạn sử dụng điện thoại, các bạn cầm lên, các bạn vô App Store, các bạn chọn a metronome ha, các bạn chọn cái phần mềm metronome, metronome, rất đơn giản thì nó sẽ hiện lên, và các bạn chọn tải cái phần mềm đó về. Sau đó các bạn chọn nhịp 4-4 rồi các bạn tập dậm theo tùy tempo. Mới đầu các bạn chọn tempo chậm thôi, khoảng chừng 60. Đó, ví dụ tích, tắc, 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 tích, tắc, 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 rồi các bạn dậm theo, vừa dậm vừa đếm theo, 1 và, 2 và, 3 và, cứ như vậy. Các bạn thường xuyên làm ý như vậy thì cái nhịp bắt đầu hình thành ở trong cơ thể của các bạn, rất là quan trọng. Khuyết điểm của các những bạn học online đó là nhịp cực kỳ tệ, vì không có giáo trình nào hoặc không có giáo viên nào hướng dẫn cái phần nhịp này. Nhưng đối với Levi Music sẽ hướng dẫn cho các bạn phần nhịp này. Các bạn phải tập thường xuyên mỗi một ngày thì các bạn sẽ hình thành nhịp ở trong cơ thể, giúp cho những cái bài học sâu về phần đệm hát điệu dễ dàng hơn đối với các bạn. Phần tiếp theo đó là tông. Tông là gì? Tông là hợp âm chính. Người viết nhạc, người ta viết cái bài đó ở cái tông gì, và các bạn chỉ cần biết tông gì thôi ha, là được rồi. Không cần phải biết bao nhiêu dấu hóa hay thăng hay giáng hay giảm gì cả. Các bạn chỉ biết tông thôi. Ví dụ người ta viết ở tông la thứ hay mi thứ hay rê trưởng hay son trưởng, thì những cái chỉ số đó, những cái số đó thì các bạn đọc như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ được học luôn. Các bạn nhớ cho tôi ha, không phải là đồ re mi fa son ha, nhưng mà là la si do re mi fa son. Rất dễ nhớ bằng cách là
Nốt La là nốt chuẩn ở trong âm nhạc và được ký hiệu bằng chữ cái Latin là A. Chúng ta sẽ đọc là La. B. Chúng ta sẽ đọc là Si. C. Chúng ta sẽ học là Do. D. Có nghĩa là Re. E. Là Mi. F. Là Fa. G. Là Son. Rất đơn giản. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son. A, B, ha. Thôi đọc chữ tiếng Anh này dễ ha. E, B, C, D, E, F, G. À, rất dễ nhớ các bạn ha. Và người ta sử dụng bảng chữ cái này làm hợp âm luôn. Ví dụ A, A in hoa gọi là La trưởng. A in hoa cộng với chữ M gọi là La thứ. A in hoa M cộng số 7 gọi là La thứ 7. Đó, rất dễ nhớ các bạn ha. Và ứng dụng cho những cái chữ cái kia luôn. Ví dụ C là Đô trưởng, CM là Đô thứ, CM7 là Đô thứ 7. Ngoài ra có những cái hợp âm hoa mỹ khác khó hơn, ví dụ Đô S9 hoặc là La sus chẳng hạn. Đó, một số hợp âm khó hơn, hoặc là Đô major 7 chẳng hạn ha, thì nó có những cái chữ cái phía sau, nhưng các bạn chỉ nắm cơ bản là A là La trưởng, AM là La thứ, AM7 là La thứ 7. Rất dễ nhớ ha. Đó là tông nhạc. Cái tiếp theo các bạn cần biết đó là hợp âm, và sử dụng hợp âm luôn. Và hợp âm thì các bạn rất là dễ ha, các bạn có thể lên đánh cái tên bài hát rồi đánh chữ hợp âm, nó sẽ hiện ra, rồi các bạn chọn vào đó, các bạn sẽ thấy là bài hát có hợp âm, rất dễ tập ha. Ngoài ra ở trong những cái bài lý thuyết, ở trong những cái bài dạy thì có những cái bài có hợp âm sẵn cho các bạn ha. Đó, phần tiếp theo đó là các bạn biết sơ lược về về cái cây đàn. Đó, đây là dây 1, dây 2, dây 3, dây 4 và dây 5 và dây 6. Tiếp theo đó là chúng ta cần phải biết ngăn, đó là ngăn số 1, ngăn số 2, ngăn số 3, ngăn số 4. Và ngón tay được quy định tay phải là ngón 1, ngón 2, ngón 3 và ngón 4. Các bạn chỉ cần nhớ như vậy thôi. Còn tay phải chúng ta sử dụng ngón trỏ, giữa, áp út và út. Ngoài ra ngón cái là để chơi dây bắp. Rồi, đó là những lý thuyết căn bản các bạn cần nắm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.